Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào ơi. Và tiếp tục sau cái bát 85 thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với bát 86 ở lần bài boss em ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh hơn ở đây là khoảng hơn 42 con nữa nha em ơi. Bây giờ Khải sẽ giao dịch vật chính nha em ơi. Cho anh em theo dõi và cũng như là anh em đang theo dõi bát 86 thì đừng quên ủng hộ cho Khải video này hơn 200 like để có động lực cũng như là làm những bát tiếp theo anh em xem nha em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ mua nha mọi người. Và hiện tại mấy chỗ này chỉ mới open cũng hơn 1 tháng rồi mọi. Và đây là event lần thứ 2 rồi. Thì Khải đã gom được ít lượng bài á. Đánh cho anh em xem đừng quên anh em ủng hộ mạnh, like, chia sẻ mạnh nha mọi người. Rồi, kính chúc anh em xem vui vẻ nha mọi. Và giờ chúng ta cùng chiến bản chính và Khải thả boss cho anh em đánh xem cho vui nhá. Để xem được bộ đồ nó ra siêu phẩm nha mọi người. Ở bát 85 thì đồ nó ra thì khá tương đối nha mọi người. Mà vẫn chưa gờ giống được nha mọi người. Phải đánh hết tất cả những bát này thì như thế nào nha. Vui nha anh em, thả này. Khải thả lần hai con nha. Ồ, ok. Mọc hỏa. Ok luôn. Được Khải giao dịch cho ông Nga Mui rồi. Ồ, Nga Mui không có tiền nữa. Mỗi lần lên xuống nó mất thời gian nữa. Thôi có đỡ chính thả đi nè mà. Cái định đỡ Nga Mui thả mà Nga Mui thì nó không có tiền nữa mà. Chính thả. Một lần thả là 25 dặn luôn rồi. Không có ít ra là bói ok. Rồi. Anh em đang theo dõi nhớ cho Khải like, chia sẻ khi xem video nha em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nhiệt đồ nè em ơi. Đầu tiên ok, cánh mấy ngay. Ở bát này thì Khải vẫn đang cánh cho mình đó là mấy bánh 27 nha mọi người. Anh em xem sơ qua sức đồ mấy người Khải đây. Anh em, mấy bánh xanh của Khải là 3 là 12. Kèm với cái này 5 là 17. Kèm với cái này 10 nó là 27 mấy bánh nha. 27 mấy bánh nha mọi người. Ok. Đồ. Bỏ mấy áo nữa. Ui. Rác này. Rác này. Ui, đang làm 140 dòng 2. Trời ơi, rác luôn. Mọi rác luôn. 520, trời, rác luôn đây mà. Ok. Đang làm 140 dòng 2 đây mà. Mọi rác này. 120, 120 cho C này. Rồi, ra đồng đồ tiếp luôn. Cho đồng đọc nhiệt độ. Khá nhiều đồ ngồi đây luôn. Nhận cũng hết luôn á. Có một ngọc bội nè. Còn cái áo nữa. Khui. Rác nè. Rác nè. Bội coi. Rác luôn. 120 cái này. Rác nè. Rác luôn nè. Rồi. Áo. Áo đây. Luôn. Này cho xe nha nè. Này ok. Hai món. Một này lên 140. Một bội. Rồi tiếp tục qua năm đọc bói cho mình xem. Tại vì có hai con boss thôi mà đồ rất là nhiều đây mà. Ui nè. Chứ không phải ít đồ, rất là nhiều đồ luôn. Lát này. Lát này. Ui, đang có lâu 30, đẹp quá chứ. Được anh em ơi. Vũ khí nó 30. Được ạ. Rác này. Rác này. Nó có loại xấu, sinh lực cao, được này. Rác này. Đó là làm phôi, là cho ai trong băng. Rác này. Ừ, tính ra được cái đào ngon này mà. Đào nó 30 này. Đào này được cho ngày 10 mang hợp lý luôn rồi. Được Khải nghiên cứu mà. Đẹp luôn ạ. Cái này chắc được hơn 2 kim. Cái này cũng được hơn 2 kim. Hôm trước Khải bán một món kháng lo 30 cái vũ khí, Khải bán được 5 kim nè. Khải chọn cái góc đá ngoại. Khôi. Khôi sẽ được cao. Được cái đá bỏ vô rồi. Thế nó xong. Rồi tiếp tục nè. Rồi. Qua là chánh thảo của Ninh Đêm. Bán này bán 86 như nè. Tiếp tục vẫn là 30 lần 3 nha nè. Bắt 86. Cố lên. Đồ, được cái đao kháng lo 30. Ngon quá, nhìn đẹp quá. Đao kháng lo 30 nè. Quá chất lượng. Đẹp không nè. Quá chất luôn. Ngày 10 Khải cũng đang mang một quai vũ khí kháng lo 30 nữa. Đó.
Mà cái này là không bằng cái đao thôi. Cái đao nó có sinh lực nữa. Sinh lực 58 nữa. Cái này chỉ có nội lực thôi. Tìm vào tay 140 không ra luôn. 120 cho ôi. 140 không này. 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng mà gió sương hay trong giấc mơ. Đấy, đấy vậy. À, đúng rồi, 24. Cũng làm phôi rồi, phôi ép không lo như này. Rồi. Tiếp tục nè mày. Cứ lần thả hai con là bói vừa nè mày. Lúc bắt 85 mà hai thả cứ ba con, bốn con mà. Nhật không kịp nè mày. Thật sự là nhật không kịp luôn. Chụp hai con thổ, ồ trắng đời rồi. Hỏa, ok, đợi nhật con hỏa nè mày, hai con thổ trắng đời bãi. Phụ đam đấy. Server này là server S10 đại danh ký sử trang chủ game võ công truyền kỳ .net cho nên anh em còn thêm mấy chủ này nè mà mấy chủ này mới vỡ bình khoảng hơn một tháng rồi nè mà và mấy chủ này là mấy chủ đồ xanh ngũ hành và đồ tím hiền tinh nè mà và chủng số hàng sẽ tắt cho anh em nha. Anh em nào tham gia cần tham gia thì truy cập ngay trang chủ võ công truyền kỳ .net để chơi nha nè. Nhiệt độ nè. Hỏa nè. Không có bao tay nha. Đang tìm bao tay hỏa 540 là thay vào bao tay của Khải nè. Bao tay Khải phải không á? Có 530 mà không ra. Toàn là lưng, có đủ một lần lưng. Lạc luôn. Lạc luôn nè. Nó thổ phụ đánh nhanh luôn rồi. Rồi, phù hiệu bó cho em xem. Ui à. Chỉ vọng nào. Rồi, chỉ có 5 đọc tiếp tục cho em xem nè. Có hai con boss nữa. Quá trời độ. Tiếp tục nè. Cuối ha. Bánh này bát 86 nha nè. Vẫn xếp mà bán 27 nha mọi người. Xếp bán 27. Ui, nồng lực 198. Voi được nè. Đó. Thời gian là 40. Đậu. Một tay 1530. Đó. Đó. Trời ơi, cái này phục hồi 40 là về tiền rồi nè. Phục hồi 40 về tiền rồi. Phục hồi cái 30, trời. Nhỏ vái. Rắc luôn nó làm gì giờ. 540. Thank you.
Rồi tiếp tục nè mày. Rồi Kim Hòa Thúy nè mày, ba con. Ba con Kim Hòa Thúy mày bỏ cái coi, mày bỏ cái coi. Nè áo kim nè, đao nè, đài nè. Có bao tay nữa, cho anh em xem bao tay em chậm nữa nè. Bắt này là bắt lúc nãy nè, bao em chậm nè. Họ nè, kiếm cái bao tay họ 540 rồi. Ui đó. Đây 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 rác lộ, rác lộ 520. Trời ơi, không có đồ em ơi. Tiếp tục nhẫn, có nhẫn gì, nhẫn kim à, nhẫn kim à. Trời áo kim không có phục hồi, trời. Ồ xin nhẫn, ok thay được nhẫn, thay được cái nhẫn này. Rác này, rác này, rác này. Thay được cái nhẫn kim đang mang luôn nè mày, được nhẫn kim đang mang luôn đây, được không? Nhẫn kim này 105, nhẫn này 110, hai cái như nhau nè mày. Xem ai mua gì hú nè mày. Này cũng được. Nhiệt độ thủy, vũ khí thủy. Ui thủy rác này, rác này. Hồi kháng hậu 23. Ok tổng năm mươi một thố một mộc. Nhiều hai con mộc luôn, hai mộc chỗ luôn. Lúc ba con năm đọc cho cho em xem nó nhận đồ gì không nha. Hai con nhận một lúc này. Ui trời, không có kim được nữa chứ. Rác này, không kim rác này. Rác luôn, không có bộ hồi. 540 vũ khí. Chậm được bộ. Rác này. Sinh lực cũng được 540. Cái này chắc còn tầm có kim nữa, sẽ còn rẻ. 500 rẻ, rẻ giá, rất giá. Đồ 500 vũ khí hôm nay rẻ. À tiếp tục chờ đợi thôi mà. Để chờ là hạnh phúc. Cố gắng kiếm cái siêu phẩm thôi. Vẫn chưa có siêu phẩm nào đáng giá lắm rồi mà. Chỉ còn chỉ toàn những vài món vài trăm xu đến 1-2 kim thôi nè. Ui họ chết nè. Họ chết nè. Khui cho anh em xem nè. Đó, đâm đập bỏ cái chén luôn nè. Đây. Ui. Rác nè. Rồi. Lâu 17. Lâu 20. Rác. Lâu 15. Rác rồi nằm ơi. Đừng có tên không là 20. Lâu 15. Lâu 17. Chỗ bán đâu không lo nhiều gờ luôn. 20. 15.
vọng đâu mày. Một cây vũ khí, một dây chuyền. Thổ này, cái dây chuyền thổ này. Thổ. Trời ơi. Đặt lùi. Đặt lùi. Trời, không quan toàn 2-3-2-3 quá trời. 3 cái 2-3 luôn trời. Rồi tiếp tục qua đêm đọc bói tiếp cho đêm xem này. Anh em theo dõi đừng quên ủng hộ bát 86 này 200 like nha anh em. Ủng hộ 200 like có tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha anh em. Đang quanh 21, 20 rồi đó. Ok, đây này ngon rồi, đây này 200 ngon. Quyền sắc sinh lực ngon, đây này 6. Đây này còn ngon đó. Đó. Ngon nhưng mà quá cái này thổ ít người sợ nữa mà. Nhìn đẹp đẹp mà ít người sợ nữa. Rất lộn. Rất lộn. Còn một tóc. Lô 19 540. Quá trời vũ khí luôn rồi. Kim. Mua 2 con kim luôn à. Được đấy. 5 cây vũ khí chất lượng cái nào. 5 cây vũ khí chất lượng nào. 2 kim nè mày. Kim với gia truyền vũ khí. Kim gia truyền vũ khí là về bờ nè mà. 540 nè. Tìm cái bao tay ẩn một không ra em ơi. Tìm tay ẩn một lên đảo đổi sức đồ ơi. Tăng điểm cho nó chuẩn rồi nè. Điểm đang tăng phới dọc quá, đánh yếu quá rồi. Mình bắn đi cho nên nè. Tăng sức mạnh chém xuống đâm rồi em thấy sai lầm rồi đó. Đây cho em xem là xét may mắn luôn. Ui, thôi thôi thôi, đổ dữ quá. 27 nè, sức mạnh 27. Rồi, ok, phụ ngay à. Kim có vũ khí nha em, có vũ khí nha em ơi, có vũ khí nha. Vợ coi. Không phục hồi, đó. Năng lôn 18, sinh lực lực, được. À, được rồi. Năng 18 sinh lực, được rồi. Mà sức mạnh cao dữ coi. Đó. Đó. Kim. Rạc lực. Kim. Trời ơi, rạc lực. Bội kim. Ok, hai kim đặt luôn. Đó nha. Kim đặt luôn. Đai gắn, oh, đai này đai kim lộn em, tưởng đai mọc chứ. Đai kim vượt rác rồi, nhưng mà sao nó làm phổi nữa mà. Độ lượng chả 32. Tưởng mọc này mà, khai tưởng mọc. Vãi đạn. Lũ à. Quá là con năm động rồi nè mày. Về khui nè, năm độc cũng có hai vũ khí, một dây chuyền nè. Đồ phục hồi đâu, đang tìm cái áo kim mà anh em. Đồ áo này ngon luôn, không phục hồi trời. Đó, đồ lại thiếu phục hồi nữa. Phục hồi đâu, trời đất ơi. Đó, trời đại kim. Sức mạnh 18 kích đồ. Sức mạnh 18 kích đồ. Cả vũ khí cuối cùng nè. Trời ơi, sát thương 100%. Vãi nó. Làm phôi sát thương gần 2. Hiện 2 nhé. Đây là kích đồ nè. Sức mạnh 18 kích đồ. Rồi, ok. Hoàn chỉnh nè mày. Thủy nè. Hai con thủy ok. Thủy mẹ này phải mẹ thủy à. Ngon à.
nó lẹ nó. Anh em theo dõi bát tám xấu nhớ cho gái ủng hộ 200 like nha anh em. Ai chưa like nhấn nút like ủng hộ mạnh nha anh em. Like cho sớm mạnh được ra những bát tiếp theo anh em xem nha mọi người ơi. Rồi, độ. Siêu phẩm nào. Gần 30 con boss nữa anh em ạ. Ui trời, vũ khí có nha. Ui trời. Nhanh 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 nhanh, gì là tiếp nó mới đồ nhiều á. Bó nhanh, bó nhanh, bó nhanh. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. 19 20 được nè. Ráp nè. Ráp nè. 13 30 được nè. Ráp luôn, khối ráp luôn nè mọi người. Rồi. Mà cái đồ nó kiểu tầm chung chung đấy, 100 xu 200 xu vứt cho xe giá lẻ nè mày. Ủa chỉ thấy nữa này. Rồi khui. Rác nè. Trời ơi 11-40 dòng cuối nè mày. Thôi. Rác. 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 Ừ, dòng 1 rác lộn. Thà tiếp cho anh em đánh rồi về bói cũng anh em đọc như nè. Từ khi ta xa em tuy rơi trên trường bạch lẻ lối. Ok, họ thủy. Rồi, bói em đọc này nè mày. Khui nè. Trời ơi. Chọn bốn, chọn 30 dòng cuối ra. Ra. Bình giáp 40 ra. Không có gì hết. Không có 18 ra. Sẽ tiêu dùng cuối. Trời, cháu 40 tóc 17 trời. Ôi, ngập bội được nha Nam ơi, ngập bội ngon nha. Ôi, áo ngập bội, làm không một hồi nữa mà. Áo ngập bội làm một hồi vậy. Ngập bội nó nữ mà, y bài đâu. Dây phôi luôn nè. Dây phôi nè. Vũ khí phôi luôn nè. Ngọc bội dân sức phôi luôn nè. Đây là gì ăn được không? Không được. Rồi, tiếp tục đây mày. Rồi, tiếp tục nhiệt độ. Hỏ này, bao tay hỏ 540 ai. Không có bao tay luôn. Vái đang thiệt. Cho anh em đọc đúng ở đây. Rồi, anh chẳng đúng đó. Hai con hai góc. Có chạy qua chạy lại mất thời gian này mà. Khui nè. Phòng thủ lấy 15. Úi xời ơi. 25 là về bờ đây. Đó. 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 Úi, phòng thủ lấy 15. Ăn cuối. Trời đâu. Nhỏ dưới nam. À, nó là thấy canh canh rồi. Không lấy dòng, dòng cuối nữa. Trời, tưởng 25-20 là bán được 1 tiền không nè. 15 dòng cuối rồi. Không thua. Nó thủ lý 15 nữa nè. Rá. Rá. À, ra nhiệt tiếp luôn. Nhiệt đồ rồi. Rồi. Tay vô đây, tay vô đây. Ui. Thủy. Rá, lụt. Rá, lụt. Tiếp nữa nè. Mọc kim. Ok, quay năm đọc bói anh em xem. Đánh rẹt rẹt này mà. Ui. Phụ đánh người ta.
quán Hàn Long. Kim cứ ra vũ khí đẹp này mà, mọc cứ ra nhẫn chân xuất rồi được. Mọc cứ ra nhẫn kháng lo và mui là về bờ rồi. Thôi nhẫn xấu giờ. Nhẫn này. Thủy áo rất quá, áo quá trời. Thủy có hai cái vũ khí ngon rồi. Rồi về bờ nữa mà. Về khu vậy nè. Kim à? Ờ cái này món áo đồ kim à. Kim nè. Trời ơi sắc thương 23 không có tóc nè mơ. Thiếu chi dùng tóc ác ở ác nhơn ngoài chờ. Một. 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 Đâu à, cái này nhìn đẹp không có sắc thương không có tóc nè mà. Lắm không loại hơn 19 nè. Rất lắm. Hồi hết rồi mà. Hồi sắc thương. Nó không loại sinh lực. Khá tiếc rồi nè. Hai em kia một mọc, ok. Rồi, qua con em đọc bói cho em xem. Rồi, cái thử cái sông đây là sông cái bát 86 luôn em ơi. Sông này sông bát 86 luôn á, 32 con. Tí nữa còn 20 mấy con nữa, khai sẽ tiếp tục làm bát cho em xem. Rác này. Trời ơi, sát thương nhầm cuối. Rác. Hồi 20. Đồ, không phục hồi em ơi. Đó, áo toàn đồ đẹp, áo đẹp không, không có phục hồi em ơi. Này ý chục áo hả, sinh lực rất đẹp mà không có phục hồi. Không phục hồi chỉ có 20 à. 20, 30 à. Trời nhân mọc 17 à, 27 về bờ, 17 là bình thường quá rồi. Phôi. À, đây. Ba con cuối cùng của bát 86, ba con cuối cùng của bát 86 nè mà. Ba con cuối cùng cũng có hai con kim, hai kim một mộng. Hai kim một mộng nè mà. Đồ bát 86 nãy chưa thấy cái món nào gọi là đẳng cấp nè mà. Như là nhẫn này vài trăm, 200 xu. Ngọc bội này 200 xu. Đại lưng này khoảng kim rưỡi vậy. Có cái vũ khí nè. Có vũ khí kim nè. Có vũ khí nhà bỏ nhanh nè mà. Chết. Chết hết rồi, ổn nhanh, ổn nhanh. Rác nè. Đây, đây, đây. Có vũ khí nè mày. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Vũ khí nè. Khí mọc. Trời, đau mọc, ok. Đau mọc cho nên trong ban sân bó. Hôm qua anh em có anh em nào xanh nhớ anh em nào xin thì rồi bắt này chưa cái gì còn là gọi là siêu phẩm luôn rồi sẽ được cao rác này phôi này. Ôi không phục hồi nữa ta tìm cái áo kim mà chua dữ ta tìm áo kim phục hồi 40 mà chua vãi đạn luôn nè rồi cái bộ kim. Trang sức này. Rác này. Rác này. Phong sẽ được cao. Đang mọc. Rồi, quên âm đọc này nè mày. Đâu, tôi ra hết 3 mùa mấy con boss mà chưa có gì gọi là đâu mà. Vui nè. Sắc thương, sông mưa, đó. Đâu,
sinh lực cũng ok mà lại không phục hồi. Sau thứ 5 điểm, ôi xời ơi, lôi 16 đó. Sinh lực nó lực, ôi, có mấy điểm. Lôi 5, lôi 17 đó. Rồi, nói chung là kết thúc bát 86 này mà. Kết thúc bát 86 khoảng hơn 30 con boss, nhưng mà lần này không thấy cái gì gọi là này mà. Cho nên xem tổng đồ của bát 86 này. Nó không được món gì luôn. Đây. Được mấy món kiểu sinh lực lực được được một tí này. Để mà bán ra tiền thấy hơi canh cái bát này. Ba mấy con boss mà như này ton này. Đây này mày. Rồi, nói chung là bắn này thì không có gì để soi nhiều nữa, là hãy cho anh em xem nhanh luôn. Cái này thì chỉ được mỗi cây vũ khí 540. Cái này chắc bán được kim hết đắt này. Một kim đã lương 140 khoảng 2 dòng. Còn kim rưỡi đến 2 kim. Nhẫn này chắc 200 xu. Bò này chắc 200-300 xu. Nhiều là 4 kim mà 4 kim này 200-500 xu. 4,5. Bộ này được khoảng 7-8 xu. Nói chung là bát này thu về được chắc khoảng tầm 5 kim luôn. Cao lắm 5 kim luôn. Không có nhiều. Vấn đề là phải bán được hàng nè mà. Rồi. Ok, cảm ơn em đã theo dõi bát 86 nè mà. Và chúng ta sẽ chờ đợi những bát tiếp theo nha. Đừng quên nhấn like, chia sẻ, ủng hộ mạnh 200 like để ra những video xem bát tiếp theo nha mọi người. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.